cá nha, yêu cầu mà nó thấy bẫy đó đó. Cá đi mò theo bẫy một cái. Cái này dư ăn luôn. Tối cái bãi này sâu chắc nhiều mấy con bồ tọt lắm ha đại. Cái bãi này nè. Cá thừa biển. Con chó nó đi theo đó nè. Đi lên. Đi theo hồi mày muối đang thui luôn. Sao ghé lại hả? Đây con không nhấp luôn mà trời. Kìa. Tiếp đặt con lặn á. Tao đứng đây nghe em định. Nắm cái giò, nắm giò đại lặn. Rồi. Nổi nón luôn rồi. Nó trời xuống tới dưới rồi. Như mặt không? Má lặn đông mà mày đạp cái gì vậy? Đâu biết đâu. Ok. Rồi Linh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Quay trở lại kênh Hoàng Linh Vlog Cuộc Sống Nhân Giả. Thì buổi trưa nay thì mấy anh em mình đi mò mặn cầu tiếp các bạn. Nay sáng giờ trời mưa quá không có làm nên anh em mình được nghỉ. Giờ buồn đi mò mấy mặn cầu kìa đó buồn. Hôm nay thì anh em mình đi mò điểm khác coi có không các bạn. Hôm trước thì Linh với chú thì đi mò ở ngoài xẻo. Bữa nay Đại thì vẫn đi chỗ điểm khác các bạn. Mò coi điểm này nhiều hơn điểm kia không. Thì hiện tại Linh đang có mặt ở thị xã Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Đây là mấy cái trước mặt Linh đây là nhà máy nhiệt điện nè. Đây có sự xuất hiện của em Cường nữa, cũng khá lâu rồi em Cường không có lên người gieo. Thì hôm nay có mặt của em Cường thì bữa nay trúng muộn bữa ơi. Xa không vậy Đại? Xa không? Cũng đi rụng cái giò quá. Sáng ngày thì mưa quá nè các bạn, nước mênh mông luôn nên công trình của mình bữa nay không có làm. Cá nhóc luôn á. Thì dùng đây là dùng nước mặn các bạn. Thì khu vực ở đây thì mấy cái vuông không ta nuôi tôm giờ người ta bỏ hoang hết rồi. Bữa nay lực lượng của mình đi bắt được 4 người. Chú này đi theo, chú đi theo hồi 3 kiếm chết chết quá. Có bé Tí Hon Dương Hải. Có nói với ba chưa? Không nói mà ba đi kiếm đó. Nó đâu đi ra được. Cái này là bé Tí Hon Dương Hải 41 tuổi. Đó. Ở trong mát đây luôn ra ngoài. Cái xanh lép luôn. Đây bé Tí Hon này là 41 tuổi, 25 tuổi đặng. Nắng rồi, bớt mưa rồi. Nước còn gì không đại? Vậy? Nó lội giống như cá sấu vậy hả? Con vô đây, không có lội được đâu. Ôi, không được. Chú lội ra ngoài lúc ngoài con đâu có thấy đâu. Rồi, giờ anh em mình cũng tới điểm mò con mãng cầu các bạn. Vậy là chưa có loại bãi đâu. Hãy
ra ngoài á, ra ngoài có cái bãi á mới mò được. Đi nhanh quá mất tiêu cho ngài. Lúng quá. Sâu không đại chứ sâu không? Nước chưa có gọng sát đâu, mới vừa giật gọng chút à. Quá trời nước mênh mông. Kiếm rồi có cua biển không cậu? Con chó nó đi theo đó nè. Đi lên. Đi theo hồi mày muối đang thui luôn. Sâu không? Ở dưới sâu không? Chó này theo nè con. Sâu á, đây sâu á. Cái này cũng cỡ 10 giờ á mới có rồng. Ấy rồi. Con gì? Cá gì? Ở dưới đó đó. Coi có cua biển không cơ? Rồi làm gì có. Nước quá trời lớn. Quá, nước còn mênh mông quá trời luôn. Nhiều lắm. Nó cạn kìa, nó đi lại cái bún của chỗ nó đứng cạn, nó tắt vô đó dữ rồi. Trời đi đâu mà. Lại đây là mực. Đây đây ngon. Đi. Cái đang màu rồi. Đây nè. Chú nè. Mực cũng đi theo anh em mình đi bắt bán cầu nữa các bạn. Nước bơi tía còn nước này chết luôn rồi tía ơi. Tía à. Không biết bơi à, đại. Chậm gì? Châu. Châu cục cục nè. Châu đâu chậm. Lấy cho cục cục là đó hả? Ừ. Ui. Bắt đầu. Nhám nhám á. Đó. Quá. Sâu như vậy. Đem máy xuống. Sâu quá trời sâu rồi. Đi cặp bờ. Túm mày đắng kìa. Chết rồi. Chắc đi lên bãi bắt còng quá. Có bắt mực à. Mực này theo là mất. Bắt măng cầu về ăn chó. Ôi, ủa cá còn lội ra cửa nè bự quá trời bự rồi ủa nước mặn dưới lần vậy chạy nước biển mà không mặn gì nè tính đi qua đây câu mà không biết cái đường qua đó kìa qua đâu câu còn cái này ngồi đây câu nè ngồi đây dơ quá sao câu qua bên kia con nhỏ nó mới thịt nó dữ u hết.
mặn cầu mà nó dính chùm chùm như cục đá vậy rồi. Câu câu cái bún đó đó mới giữ cá cá ngát rồi qua ngã ba bạn biết chỗ nào phải lội chỗ này sâu quá hốt đại cục lên đó rồi rồi gỡ nữa nước chảy quá lặn không được lặn tới đằng kia luôn. Con bự bự ở đây. Có mấy con này mới mập mà. Ừ. Làm cái để đặt con luôn rồi cái. Tao đứng đây nghe mình. Ừ. Nắm cái giò đại lặn. Rồi. Nổi nóng luôn rồi. Nó trời xuống tới dưới rồi. Vô mặt không? Má lặn đông mà mày đạp cái gì vậy? Đâu biết đâu. Ok. Quá chứ nè. Lặn ngay cho đại đứng cái này nó gỡ. Phải được áo rồi em. Vậy nó chay mới được. Gà đại cái tao cũng cái con á. Đụng đụng má cái này cá hồi bầu biển bự bự luôn quên. Biển mà. Sao bắt cái những bự cho nó. À, bù mắt cắn quá. Bự không? À má nó quậy quá trời. Khó gần. Ở đi. Quá trời một túm người trời. Trung này cái này thì đây. Sư phụ chịu ngồi sư phụ chạy rồi Cường lặn quá chạy rồi. Đạp chân quá tí. Cường lặn quá trời mà. Mực mực nó đi à. Mực 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 mực. Để nè con. Để nè. Mực đuôi. Cái con mãng cầu này mình luộc ra mình lấy thịt nấu cháo ngon lắm các bạn ơi. Làm mà mỡ hành thơm thơm luôn, đổ vô cháo á. Vậy là sống không? Sống không á. Mấy con đậu về sống. Lâu lâu có dịp mới được nghỉ buổi sáng đi mò à. Kiếm đồ ăn mấy bạn ơi. Hoài chết các bạn. Góp sách nuôi hàng lên nữa các bạn ơi. Giờ này nước đang gồng một chút xíu gồng nhanh lắm đây gồng nhanh lắm. Nói chung ra là tụi tôi quyết định dưới lại xã hội đen. Quá đã từng này thôi. Giống như Võ Tòng không? Mấy con này còn dữ hơn. Ở đây mình nhìn giống như U Minh quá hả? Cây nhóc luôn nè. Lết lết. Lết trước. Thả, thả là bài. Nó to đi con bự mà tía dục. Mấy con nó bắt được rồi. Nó mập vậy. Chứ mấy con bự thịt nó chết nè. Nè, cua tía nè tía. Đâu phải con không? Cộng. Ê, con cúm. Con gì? Cúm. Phải cúm không? Cúm nó làm sao? Nè, cúm vậy nè, cúm sữa. Ôi, nó có sữa hay nó chết? Cúm chết hay cúm sữa gì? Ơi nè, con thịt nè. À, con thịt đó. Tiệt thủ con cúm một nè. Cua tía đạp giòn dữ nghe em nữa kìa. Không, cúm mà sống là nó vậy nè. Đó. Nhưng mà vợ chết ngắt rồi. Cúm này thịt nó ngon như ba khía không? Dạ ấm đầu nè anh. Nó nhỏ mà nhiều thịt nè. Quá trời thịt thôi. Thịt thôi, thôi đọc em đi qua đây đi. Chứ là không nữa. Đi lại gần nữa đi kiếm nữa kìa. Đó là chạy rồi đi kiếm hoài. Chúng đó mới giữ á. Chỗ này vậy chứ chỗ ta đi chạy rồi. Chỗ nào? Giờ chỗ chiếc đáy quá. Chỗ chiếc đáy quá. Nước này lặn cái là trôi lúc luôn á. Dính được thằn lòi biển nè. Rồi xong rồi. Đây nè, mò vô cái hốc này nè. Đây nè, cái hốc nè. Xinh mé không nè. Ủa, nó nhỏ không. Mực nó chạy ra mất tiêu rồi. Mực, 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 mực. Mực nó chạy ra mất tiêu rồi, mới đây rồi. Biết đường vô không? Buồn lắm. Quá trời ơi, sư phụ bắt cho một cục luôn nè. Chỉ còn nước kia này chết rồi. Tiêu, dòng nước tay quá. Lặn xuống.
đưa lỗ tai lên ngay nước nó chảy xuống nó vô gốc gốc. Cái này nước cạn không? Thấy bãi này phải không? Là mò mấy cái giặt này. Một cá với tép nhóc. Bởi vậy nước cạn mới đã. Nước lớn chết luôn. Đi coi nước rồi, coi nước nó cạn rồi. Đang đi coi gà. Đi đấy đấy. Tao đổ kêu, tao có gà với mày. Trời ơi, đổ thừa đó. Tao đang coi gà nó mà nó nói lao luôn. Thôi hại nữa. Có một con cái này chết rồi. Cái đầu của con Cường nó ướt nhìn như cái bún dừa vậy. Túm gụm lên. Túm lên. Quá trời luôn coi nào. Về nè. Đút cái giò vô. Ủa, con vừa không hả? Đây con vừa nè. Ấm ngựa vô bao là biết rồi đó. Đem đi chảnh cho má ăn rồi tiếp. Ừ. Cho ăn cho bự dọp ra nữa. Thôi giờ má thương lắm à. Mẹ tao bắt về kỳ rồi có được ăn đâu. Chết rồi, hết trái rồi. Trái mà. Nón á, trên nón á. Đó, nè. Nè, nè. Lớn rồi các bạn. Tính càng chặn mình đi bắt tép luôn đó. Bữa mò với anh Hải có nửa ký á. Mò không á. Sợi tép. Còn không ăn. Sợi cá nâu à. Trời ơi, như nó đứng lên bọt. Bà á. Ôi, nó lên bọt rồi. Một hồi nó nổi lên cái là cứ cường lắm. Nó hồi nó chạy rồi. Nó chạy vậy đó. Tiếng ngồi mà mặt lính lịnh. Lính lịnh lên gọi đi đưa về. Dở. Đó, vậy nè, bụi tọt kêu rồi đó. Cắt, 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 mẹ cái nhóc nè, trời nè. Căng gì lặng. Hay hết sức, lụm cái quẹt hư. Hư đâu? Có đá không? Có. Có đá chẹt chẹt ở trên nón kìa. Đâu mẹ, nãy lấy quẹt tao nói. Hôm nay mò mà mấy mình đó mấy cá mà nó còn lấp chỗ bờ nữa mà. Cái nãy cá nâu cũng đầm rồi. Đấy rồi. Nó nhỏ quá. Nhỏ quá mất hả? Ừ. Nhỏ quá để cho nó bự đi. Bắt mấy con tay cái, tay cái. Mua đủ mà một về đi mà. Chứ nó không có gì quên. Còn bự nhóc sao bỏ vậy Cường? Mua tép bún thôi, bao con tép thôi. Nó cái về này còn bự nhóc này sao bỏ vậy? Đấy. Mới cho quá trên bờ lặn này lặn này lặn lặn rồi nổi lúc dưới này. Tay cái vậy nè, tay giá đủ à, công giá tràn nha. Trời ơi. Dưới chỗ nào? Đi lên đi được trên á. Chứ đâu đi dưới được. Được. Nè, mình thải dài nè. Thì đó lội được, con cầm máy con đâu đi dưới được đâu. Lên cái đường vòng đấy. Cầm máy mày muốn đi đâu mày đi. Mày thằng đi thải nước không sướng đi đâu mày lội. Kêu mực đi chung. Mực nó đi không tới rồi, bị nó bắt luôn rồi. Lúc xuống đây. Ủa nặng nữa. Lòi cái đầu ghê không? Đẩy lên, đẩy lên. Mày chịu khó chứ mày cho con lên. Cho mày nó quay mày đội cái này lên. Đội giống như tóc chùm cục kìa đó. Quá, cái bãi này nhiều nè, cái này nhiều nè. Ở đây như con bự hơn thẳng á. Quá trời một bề kìa, mực cực mực. Nãy giờ đi bắt gì đó. Nấu hả? Ngò. Ghê chưa? Quá trời ơi, cái gì? Ghê chưa? Cái gì này nhiều quá trời rồi. Ghê chưa? Đụm được con à.
Cái này nhiều hơn hết mình nè, con nhóc sống bắt cây đại, bỏ nhóc để chưa nè. Con này chết nè, con lớn lớn không nè. Ê, không có chết. Nó đâu có chết, mấy con này nó không có chết đâu. Nó thu lại à. Nó hẹp lại á. Hẹp lại. Hẹp lại à. Nè, gom lại một vỏ này nè con, gỡ. Rút để em gỡ cho. Cục gì đó. Nằm giữa vậy á. Cái này phải nuôi sống bắt kìa mình nuôi nha. Dục dục rồi, dục cũng xong á, nó sanh sản nhóc luôn á. Sáng chủ nhật mình lấy cái nhiệt đi xuống biển Bà Động. Không đi nữa rồi. Không đi nữa, bỏ nhà đi nữa rồi. Tập tập luôn không? Lội qua kia họ trôi lúc dưới luôn á. Lội mất tiêu luôn rồi. Lội nó còn thiếu cá nè. Ôi trâu dữ luôn. Mất. Thiếu mà bạn. Nói theo nó dữ nè. Đi xuống dưới này. Đây nè. Phút này mới nhiều quá trời luôn rồi, mày muốn cái mình mấy mày còn giữ con tao nữa. Bắt mọi tẩu quả trầm ma luôn, nói chuyện mình một luôn à. Bắt trời luôn rồi. Mà ăn không được, nó nhỏ không à. Gỡ mấy con bự nó nằm ở trong á, bự nó nằm ở trong á. Thiệt mấy con này á là thịt nó luộc ra bự quần con này luôn á. Nó không có dính vô cái gỡ gì. Cây giấm á, cây này cây giấm, ơi cây mắm. Cây mắm. Mình sao mất tiền nha. Hồi đã nghe đùng 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 chạy lại nha. Hồi nó đâu rồi? Xuống tới kìa. Có nào, hồi nước chặt, nước chảy xiết lắm. Cái này cũng xin lá hay tụng mình vậy? Ôi xin lá nè. Đâu? Thiệt. Con này cũng xin lá chứ gì nữa. Mà nó nhỏ nè. Trùng á. Trùng lá. Ừ. Bé câu nè. Nè. Chân có chân nhiều không? Chân nhóc. Nhỏ nhỏ không à. Coi đây. Chít 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 không ha. Đúng rồi nó. Trùng lá. Ôi. Thì đây ta đang bắt nhiều nè. Không lẽ bạn không lẽ hàng. Wow, cái con này coi nè. Trời. Quá xịt cái con này các bạn ơi. Con này nó u u quá các bạn ơi. Con này cực kỳ á. Con đâu biết hợp đâu mà lặn bắt như chú. Đây người ta bắt măng cầu nhiều lắm. Có ít ít người bắt, người ta bắt cho tôm nhiều. Nước cạn, yêu cầu nước cạn là được à. Nước cạn bắt mau lắm. Nước quá rồi nước mà. Giờ này nước còn cao, nước cạn á, mình ngồi trên bãi bắt không à. Trời, tí này ngồi nước chết rồi. Chết. Đang coi YouTube nữa. Trời ơi, nước chảy không có chỗ đứng luôn mà. Đó, cái đó nhiều đó cơm. Đâu ra xa thì đâu nước chảy dữ lắm. Bắt trong bờ, nước này chỉ có bắt trong bờ thôi à, chứ đâu có chảy ra xa được. Bắt lại bờ đi. Còn chảy quá mà. Cũng phải 2 tiếng đồng hồ nữa mới rút. Rút hết, rút cạn tới bờ. Mà chậm 2 tiếng đồng hồ nữa thì cũng đây bắt ở 2 tiếng ghinh thấy chiếu ghinh lên luôn. Ừ. Bữa em với Hải đi xuống tới cái chỗ sào đáy đó mà mò xuống rồi mò lên cái nhóc luôn tép nửa ký. Tép nhiều lắm hả? Nó nước nè, nó quặn theo cái này nè. Hả? Trời ơi. Nước cái này là mình trầm chứ nó không trầm phải không? Đây cho bụi bụi mắm nữa đó. Con ngớt đó kêu đó, bụi tọt ngớt gì đó. Đó phải không? Không bơi qua đâu. Bơi trôi á. Bơi trôi.
quá tí vậy? Đưa đây, đưa con, đây. Con này bự nè con, cái đây, đây, cái ổ nó bự đó. Đưa em giỏi cho. Từ nè cái bay mà cái lỗ này bự nè, cái con này bự á. Bự nhất luôn nè. Ơi lên nè, lên nè. Nó dính vô ghẻ bằng hả? Ghẻ mắm. Lâu lên được. Nó nhóc đó. Rồi. Đi đây. À, trời một ổ luôn nè. Đây con nữa nè. Bắt đi. Tụi má có bọc bắt về thả nuôi được quê để dành câu nè nó nè. Nó chứ gì nữa nè nè nè. Nó không đó. Nuôi mốt lớn nè, thấy không? Nè, chung lên. Chung lá đó. Đó ta kêu bằng xanh biển. Mà này là kêu xanh biển. À, không có con giống con trùng lá mà cứ nè kia bằng cái con gì đó thấy chưa con gì mà ta ăn được đó dung hả có cái bọc mà phải không lịch nắng rồi bỏ nó vô đi. Em giờ em thả nó vô nuôi với nợ sống trời ơi giấy nè giấy ướt nè kìa một chùm nữa kìa không cái chùm này bự quá nè đây trước á, bự á, à, đây nè, quá ngồi trời. Đứng đây một chỗ một gỡ thôi, khỏi đi đâu xa. Quá trời luôn rồi nè, nó nhỏ thôi mà để cho nó bự đi. Bự sao ha, bự nè, ừ. Chỉ nhóc là luôn. Chỉ là đứng gỡ thôi, à, lội như cho mệt. Sơn á, sơn nó câu được rồi đó. Nó dính vô mấy cái ghế, lòi không lên luôn á. Cái này cái con này nó dính với con kia nó kết cấu với nhau vậy nó có gâu con kể đi mấy con nó kể từ từ đi con mãn cầu chứ sao đặt nó bằng con mãn cầu nó giống cái hộp mãn cầu hả ừ. Này mà chịu mà bắt nhỏ nhỏ thì nhiều luôn á, giác đâu nổi đâu. Cái vỏ con hến cũng đâu có bự bằng con này đâu. À, nó thịt của nó cũng đâu bự hơn con này chút nào đâu. Cái này mình làm gì? Cái này làm gì ăn lại? Cái này chỉ ngâm trên hết ấy rồi hết sình rồi luộc. Luộc rồi lấy thịt như hến nha. Xào mỡ hành cái nấu cháo. Bỏ hành, bỏ giá rồi vô. Nấu cháo hả? Ừ. Ăn không xào sa tế. Bữa đó mình xào ngon quá, ăn cơm ngon quá đó. Cái đó là khổ à đại ca không biết đi tới đâu rồi đi vô thăm bạn à đó, con lên tiếng nữa kêu mà còn lên tiếng vậy là được rồi đó đó quên tiếng à rồi hồi con ơi cứu tía tía trôi lúc ra cửa biển rồi tía ơi con thương tía mà con vô phương cứu Hả à, trời không kịp đâu tía ơi chiều mai chắc không về tới chiều nay không về quá ừ còn gì anh thấy đưa hai mình sử dụng ba anh em mình ở đây còn cái hộ của mình ở đây thái ở chỗ cậu có mấy hả thấy đen đen đúng không quá à, trời luôn cái bãi này màu vòng vòng đây là bắt hoài luôn không hết á này mình thả cho sống luôn mai mốt mình xuống bắt tiếp ừ mấy nhỏ nhỏ thả lên hết đi còn mình lựa mấy con bự bắt thôi bây giờ gỡ được nhiêu nè các bạn không có bãi nào nhiều bằng bãi này cái này thịt nó nhiều hơn cái con chan chan nhiều ừ mà thịt nó nó nước mặn á thịt nó ngọt hơn nấu cháo một cái khỏi chạy ha ăn sức mồ hôi luôn á vậy tối nay được không còn ngâm còn cát á chơi ở đây nhóc luôn nè nãy giờ đứng gỡ không á mà chắc này thấy đâu mà nằm bạ nằm bạ mấy con này nằm bạ quà nó chiều lắm
qua tía bơi lại vậy. Anh Linh đâu đi được xuống đó hả? Được á, đi vòng trên nè. Không, đi thẳng trên này nè, xuống đó đó. Ừ. Cái này lớn lắm. Ừ thì cũng thẳng dưới đó. Đi. Điện hồi mình lên đường ghe đúng không? Ừ, đi đường ghe, bữa hôm anh xuống đường ghe phải không? Vòng đường đó đây, em nãy đi đây, em mới xôi bơi. Ừ, đi vòng đường trên. Nè, coi nè, cái trôi nè, thổi được bơi nè. Quá chi các bạn ơi. Chết cái chàng này. Cạn không? Đây có bãi cạn mà. Quá trời luôn hả? Vòng vòng đây nó ưa núp vô mấy cây này lắm á, nhiều lắm. Em bỏ thảy vô nè. Ừ, đi cặp mấy bờ nè, đu cây vô. Trời ơi. Đi xuống rồi, đi xuống này ngon lắm, rồi đi lên mới mệt á. Đi xuống thì chỉ có thả thôi, mà đi lên phải lựa chỗ đi. Rồi. Cái bãi này mà đụng nước cạn cái nhóc luôn. Cái bãi này nước cạn nhiều lắm á. Sao vậy? Bặn dở lắm. Nước biển có nào ngọt không? Để em đúng hai cái giò xuống nó làm cái chân trụ cái mới làm được. Vậy đó cạn hả Cường? Cạn, có cái bãi á. Thì nước cạn mình bắt mới dễ. Coi Cường lặn ghê, lặn ngay chỗ này nghe, hỏi nổi dưới kia. Không cạn mà. Cạn vậy mới dễ bắt á. Nè, xích về nè. Quá thật. Văn. Không nè. Nè, con nào thấy nè. Có người đến. Đứng đây gỡ đây cho Cường lặn mò. Nè. Bự á. Quá, vô lỗ mũi luôn. Cái này khỏi sợ tốn muối đại. Ừ. Nấu canh mà hơi lạc lạc chút xuống múc miếng nước. Múc miếng nước này lắm. Múc miếng nước pha vô. Khỏi sợ tốn muối. Con nó bự quá Cường. Thấy chỗ thôi, thấy nhiều quá đại không biết đường gỡ. Được đi qua đó. Thấy cũng đây câu mà. Cái quằn này dữ lắm cá. Cái cục đó con mua bự luôn á nãy. Ừ. Hết cục này. Được. Đây ở ngoài này đứng được không? Được, nhưng mà nó trôi. Cạn nè, đứng yên đi em. Em thảy lên em mò cho. Mò cũng phải có cái thùng chứ hả? Để em đứng cho nè. Thùng. Em... cá nha, yêu cầu mà nó thấy bãi vậy đó đó. Cá đi mò theo bãi một cái. Cái này dư ăn luôn. Tối cái bãi này sâu chắc nhiều mấy con bồ tọt lắm ha đại. Cái bãi này nè. Tối nay kiếm làm chẻ đi, đi soi chơi. Lội mấy cái bãi này nè. Thôi mới chủ nhật mình kiếm đồ ăn. Sợ chiều mình ấy á. Sợ chiều mình mặn. Mực nó hửi nó kiếm con gì sẵn nè. Đây nè. Nhiều không? Tự nhiên nước bọt cái sau lưng nổ hoài quá. Nước bọt. Nước bọt sau lưng nổ hoài à. Ủa, thường thường lặn. Búng hai giò nữa kìa. Có không? Rồi vô nước lửa này. Nước chảy mà. Đang lặn chỗ đó, vô hết. Không biết ông đi đâu chi cho xa hả tị? Hả? Không sợ ma gì á. 5 phút tới rồi. Ở mình nó sợ ma hú quá. Ăn cầu này, biết tao bắt. Tao làm gì khi mình bắt mình ăn được. Tao bắt cho tôm ăn á. Vậy là mình... mình là tôm mà. Để đập gan con cho coi thịt. Bữa bữa thấy rồi mà. Thấy rồi, bữa đó ăn đó. Ờ cái đó con bự bự rồi.
cái này gặp mà ở dưới hến mình mà kiểu này bắt không còn con nào đó hả? Qua nói thì trên mình hết rồi, đặt tới xong rồi quang. Nguyên một con quang kéo xuống mộ luôn á. Anh em ơi, con mãn cầu quá trời, anh em ơi. Có không? Đặng lâu vậy? Đó rồi, còn cục nước đi. Thì mấy anh em mình cũng mới vừa về tới nhà này các bạn. Bắt được nửa thùng rồi. Con gì dữ hả? Mang cầu đó. Ba khía rồi. Xách ra đây lại. Ba khía à? Có ba khía nè. Ba khía từ bá luôn. Nãy. Mấy quá trời luôn rồi. Ba khía giờ này ra luôn hả? Hôm nay ăn buổi anh em mình vất vả cũng bắt được nửa thùng bê không ạ. Nó đậu cái giấm sư phụ bắt cũng khá là nhiều luôn. Trời ơi. Một túi. Đổ ngâm luôn đi. Rồi thì Linh cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của anh em mình. Linh xin hẹn cô chú anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn.